Thưa quý vị, mặc dù mỹ phẩm dùng để làm đẹp, còn thực phẩm chức năng có tác dụng tăng cường sức khỏe. Nhưng nếu như không may mua phải hàng giả, thì người tiêu dùng sẽ phải đối mặt với nhiều nguy cơ đối với sức khỏe. Xuất xứ tại Anh, sản phẩm dung dịch vệ sinh mang thương hiệu này từ lâu đã không còn xa lạ với phái đẹp. Vậy nhưng ở một trang trại nuôi gà đã bỏ hoang tại thôn Phượng Nghĩa, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, lực lượng chức năng lại phát hiện dây chuyền sản xuất sản phẩm này. Chỉ với vài xô nguyên liệu sản xuất là các hóa chất, phụ gia, hương liệu trôi nổi không rõ nguồn gốc. Đối tượng đã thuê người dân tộc không phải người địa phương để ngăn các chặn thông tin xung quanh. Và thứ hai là thuê một cái gian nhà kho kín đáo và núp bóng dưới đó là trang trại nuôi gà. Và với cái môi trường như này thì không thể đảm bảo được sản xuất thực phẩm và mỹ phẩm. Hàng chục tấn hàng giả là mỹ phẩm, thực phẩm chức năng các loại bị phát hiện trong vụ việc này. Đây được coi là vụ sản xuất mỹ phẩm, thực phẩm chức năng giả với quy mô lớn nhất trên địa bàn Hà Nội bị phát hiện trong 5 năm trở lại đây. Các sản phẩm bị thu giữ được làm giả rất tinh vi. Đáng chú ý, có những sản phẩm đã được cải tiến đến lần thứ tư vẫn bị làm giả. Thực sự luôn là đến những chuyên gia cũng những nhãn hàng chúng tôi là phải ngồi phân tích thì mới phát hiện ra được là hàng giả. Đó, tức là tinh vi đến mức độ như vậy. Sản xuất buôn bán mỹ phẩm và thực phẩm chức năng giả được coi là một thị trường béo bở đối với các gian thương. Vì là hàng giả nhập vào giá rẻ nên nhiều đại lý bán ra với mức giá thấp hơn hàng chính hãng vài chục nghìn đồng một chai, đã có mức lãi khoảng 4 đến 5 lần. Bởi vậy, doanh nghiệp phân phối hàng chính hãng không khỏi điêu đứng trước vấn nạn này. Công ty sẽ bị mất một cái lượng doanh thu đáng kể, vì khi mà thay vì người tiêu dùng mua cái hàng thật chính hãng thì người tiêu dùng lại mua phải những cái sản phẩm không chính hãng ở trên thị trường. Các sản phẩm giả thì không có bất kỳ một cái đảm bảo nào về cái vấn đề chất lượng, cho nên là nó có thể gây ra những cái hậu quả không lường được đến người tiêu dùng. Và khi mà có những cái hậu quả như vậy thì sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái uy tín về chất lượng. Cuối năm là giai đoạn mua sắm cao điểm. Các doanh nghiệp cần phải kịp thời xây dựng những biện pháp, kế hoạch ngăn chặn các sản phẩm bị làm giả, đồng thời chủ động cung cấp thông tin với các cơ quan chức năng liên quan để phát hiện, ngăn chặn những cơ sở sản xuất, phân phối hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ.